Xin chào các bạn đang xem kênh Biển Vivu. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đi tham quan một cái nhà máy với quy mô rất là lớn ở khu công nghiệp Quang Châu. Đó chính là nhà máy Fukang Technocoly thuộc tập đoàn Foxconn nha các bạn. Và đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất MacBook và máy tính bảng. Với số vốn được Foxconn đầu tư lên đến 540 triệu USD và trên diện tích 20.000 hecta nằm tại khu công nghiệp Quang Châu, thì các bạn có thể thấy như qua hình ảnh thì với quy mô này thì nhà máy rất là hoành tráng, với cái dải mặt tiền nằm cạnh cao tốc Hà Nội Lạng Sơn rất là dài, có thể các bạn có thể bao quát được từ trên cao như thế này. Đó, phía này là cái mặt tiền được trang xây dựng là ốp kính này, rất chi là hiện đại. Thì giờ mình sẽ cùng với các bạn đi bao quát vòng quanh nhà máy nha các bạn. Đó, hiện tại là mình đang đi với cái trục đường chính từ trên Đình Chám đi xuống. Mình sẽ rẽ vào đây. Thì đây mình thấy là đặc điểm nhận diện của công ty nhà máy sản xuất Fukang này là có một cái cổng vào rất chi là nhìn rất chi là sang xịn mịn luôn nha các bạn. Nó nhìn có tính chất rất là hiện đại luôn. Đó, thì các công nhân đang thi công phần cổng vào đây. Đó, về sau này là xưởng để sản xuất. Tông màu chủ đạo của nhà xưởng của công ty Fukang Technocoly sản xuất về MacBook và máy tính bảng này thì được đặt tông màu khác với cái tông màu xanh của các nhà xưởng Foxconn khác, là tông màu trắng xám nha các bạn. Về dưới này cũng có một cái cổng nhìn thiết kế rất là hiện đại ở cái vế này. Đó, đằng sau này thì mình thấy Foxconn còn cả một triền đất nữa, vẫn còn chưa cả xây dựng cơ. Các bạn có thể nhìn từ trên cao cái vùng cỏ đằng sau ấy là chưa xây dựng đâu, chưa, cái đấy vẫn là thuộc cái dự án đất của Foxconn nha. Bước đầu để mà thi công cái nhà máy này thì hiện tại là Foxconn mới đầu tư xây dựng khoảng một nhà xưởng liền kề phía đầu này thôi. Sau này phát triển thì mình nghĩ là sẽ xây dựng thêm các xưởng nối tiếp phía sau nữa, và nó sẽ có một cái quy mô cũng rộng với ngang ngửa như là Samsung ở Yên Phong thôi. Tuy nhiên thì hiện tại là mình thấy là mới đầu tư ở cái diện là hai lầu, không đầu tư xây dựng nhà lầu cao quá cao lên. Đó, đây là cái cổng mà mình vừa mới đi qua thì đang được giải áp phan. Các bạn có nhìn thấy chữ Foxconn thuộc tập đoàn Foxconn kia không? Đây là phần mặt tiền trải dài theo với cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Thì như các bạn có thể nhìn thấy là nhiều bạn cũng đi qua, nhưng mà nhìn vào cái này, cái đoạn tòa nhà ốp kính này bên dưới thì mình nghĩ là do là thiết kế là dưới là nhà xe, bên trên với rất nhiều cái cửa như thế kia thì mình nghĩ là sẽ là cửa từ để đi vào trong xưởng các bạn. Nó một cái thiết kế để rất nhiều cửa để có thể thuận tiện đi lại. Đó, đằng đầu này thì sẽ cũng có một cái cổng nữa. Đó, thiết kế nhìn rất là đẹp. Và cái phần chắn tôn này mình nghĩ đó là cổng chính của công ty Fukang Technocoly này. Tuy bên ngoài là một cái mặt tiền trải dài, nhưng bên trong thì cũng chia ra thành các xưởng nha các bạn, chứ không phải là một khối liền mạch đâu nha các bạn. Đó, đây là phần sau công ty, mặt tiền rất là dài. Đó, như mình vừa nói xong ấy, thì bên trong công ty cũng được chia ra thành tách ra thành các xưởng và có những cái hành lang để đi qua ấy. Đó, còn đây thì hình như là một cái khu vực trạm điện của công ty ấy. Đó, mọi cái thì cũng đang dần hoàn tất rồi. Phía này thì hơi có chút ngổn ngang. Đó, phía này thì cũng thêm một cái cổng nữa. Mình thấy là cũng từ nãy đến giờ là đi vòng quanh là cũng thấy vào rơi vào khoảng 3 cổng rồi.
Thì mình cũng chưa nắm được là cái thời gian hoạt động của công ty này, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có một cái mức lương tương đối là tốt hơn so với các bạn mà đang làm ở các xưởng của Forcom khác, vì đây là nhà máy sản xuất MacBook đầu tiên tại Việt Nam và cũng là nhà máy sản xuất MacBook đầu tiên nằm ngoài Trung Quốc nha các bạn. Đó thì các bạn mình vừa mới đi tham quan cùng với các bạn tại cái nhà máy sản xuất MacBook Fukang Technology của tập đoàn Forcom. Thì cái video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Xin chào các bạn.